Tiểu sử hai thành, huyền thoại săn bắt cướp Sài Gòn một thời và những vụ án kinh điển. Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Vào những năm đầu giải phóng miền Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát hình sự, đặc biệt là đội trinh sát săn bắt cướp SBC, công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập nên những chiến công vang dội trên mặt trận đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự. Những chiến công đã làm nên tên tuổi các cán bộ chiến sĩ SBC như một huyền thoại đường phố Sài Gòn. Nhiều vụ án chấn động dư luận trong nước khi đó đã được làm rõ vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương, vụ án nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, vụ bắt cóc con bác sĩ Lã Hỉ, vụ thảm sát tại nhà quận chúa Mộng Hoa. Một trong những cán bộ công an đã lập nên những chiến công vang dội ấy là đại úy Võ Tấn Thành, Hai Thành, đội trưởng đội SBC. Tiểu sử đại úy Hai Thành. Đại úy Võ Tấn Thành, bí danh Hai Thành, sinh năm 1936 quê ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thời thơ ấu của ông là những kỷ niệm buồn đau cơ cực và lòng căm thù giặc sâu sắc. Mới 14 tuổi, Hai Thành được gia nhập bộ đội địa phương. Năm 1954, anh bộ đội tiểu đoàn 307 Võ Tấn Thành lên đường tập kết ra Bắc, tiếp tục học tập và rèn luyện ngày Bắc đêm Nam, mong muốn về miền Nam chiến đấu. Năm 1960, Hai Thành được kết nạp vào Đảng và theo học trường Công an Trung ương. Vào đầu năm 1975, Hai Thành được cử làm phó đoàn công tác đặc biệt, hơn 100 cán bộ chiến sĩ lên đường vào Nam để tiếp quản nhà cảnh sát Đô Thành Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cũng từ hôm đó, cuộc đời Hai Thành gắn với nghiệp cảnh sát hình sự, luôn sát cánh cùng đồng đội và nhân dân thành phố, viết nên những chiến công anh dũng, mưu trí và xuất sắc làm nên hình tượng đẹp đẽ và cao quý về người chiến sĩ SBC. Những năm đầu giải phóng, tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh rất khó khăn, kéo theo sự phức tạp về an ninh, trật tự, trộm cướp nổi lên khiến người dân hoang mang. Cần có một lực lượng tinh nhuệ của công an để chống cướp giật, đó là mục tiêu của lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh đặt ra. Tháng 3 năm 1978, năm đội SBC ra đời, thuộc phòng cảnh sát hình sự và công an quận 1 với 72 chiến sĩ được tuyển chọn trong lực lượng công an. Lúc này tại công an quận 5, trung tá Trịnh Thành Thiệp, sau này là thiếu tướng, đã thành lập đội SBC hoạt động hiệu quả, trực diện đối phó với bọn tội phạm nguy hiểm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, đã sáp nhập cùng fbc thành phố do thiếu tá trịnh thanh thiệp trưởng phòng cảnh sát hình sự phụ trách ngay những ngày đầu giải phóng với những kinh nghiệm đánh án trong những năm tháng ở miền bắc anh đã có chủ ý đối phó với bọn cướp nên thường xuyên đến các điểm tiếp nhận những người tham gia chế độ cũ và tội phạm hình sự ra trình diện yêu cầu ghi rõ mức độ phạm tội cụ thể là cướp thường hay tướng cướp cướp thường mà biết tướng cướp thì khai ra từ sự nhạy cảm anh đến nhà các tướng cướp vận động gia đình đưa ra trình diện làm cơ sở cho việc phá nhiều băng cướp lớn sau này những vụ án làm nên tên tuổi của đại úy Hai Thành. Theo hồ sơ của công an thành phố Hồ Chí Minh, những ngày đầu giải phóng, Sài Gòn có rất nhiều băng nhóm sử dụng hàng nóng gây ra nhiều vụ cướp của giết người, bắt cóc tống tiền gây hoang mang dư luận. Giờ nhà hát sau cả diễn, nghệ sĩ Kim Cương không biết bị Nguyễn Thanh Tân bám theo về căn nhà trên đường Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận. Tân là kẻ cầm đầu một băng nhóm tội phạm nổi cộm thời bấy giờ. Chúng cũng theo dõi Kim Quang, em trai Kim Cương, đưa bé Trần Trọng Gia Vinh, Taro, 5 tuổi, con nghệ sĩ Kim Cương đến nhà trẻ Vườn Hồng, đường Trương Công Định, quận 3. Ngày 26 tháng 11 năm 1977, Tân cùng đàn em vào nhà trẻ xưng là người của Taro, muốn đưa bé ra ngoài. Hai cô giáo trẻ không đồng ý thì bị chúng rút Water P38 ra đe dọa. Sau khi khống chế hai cô giáo, nhóm Tân đưa bé Taro lên xe 67 tẩu thoát. Sau khi bắt cóc bé trai, Tân gửi thư nặc danh và dùng điện thoại công cộng để hẹn gia đình nghệ sĩ Kim Cương, địa điểm trao đổi mật thư, bàn về tiền chuộc. Chúng tự xưng là người của tổ chức Hải Phong. Yêu cầu nghệ sĩ Kim Cương giao 100 lượng vàng để chuộc con trai. Tân giấu thư vào cây cột điện trên đường và ghế đá tại một vườn hoa, rồi báo cho gia đình nghệ sĩ Kim Cương đến lấy để liên lạc. Theo chúng, Taro vẫn được ăn uống đầy đủ, được mua đồ chơi mới và đang trong một nơi bí mật rất xa thành phố. Nhận được tin báo, ông Võ Tấn Thành, hai thành, đội trưởng đội săn bắt cướp báo cáo lãnh đạo. Trong cuộc họp ngày 27 tháng 11 năm 1977, lãnh đạo công an yêu cầu bằng mọi giá phải đưa bé Taro về nhà an toàn. Đội SBC do ông Thành làm chỉ huy đã tung ra nhiều trinh sát tình nguyện lần theo mọi đầu mối nhưng suốt hai ngày không phát hiện ra dấu vết nào. Trong cuộc gọi điện tiếp theo, Tân đã hạ tiền chuộc xuống còn 20 lượng vàng và được gia đình nghệ sĩ Kim Cương chấp nhận. Yêu cầu ông bà đi xe Toyota do chồng lái đến cột điện thứ tư đường rẽ qua cắt lái, thấy an toàn chúng tôi sẽ nhận hàng và giao con chồng bà. Hồ sơ vụ án thể hiện nội dung trao đổi qua điện thoại giữa Tân và nghệ sĩ Kim Cương. Đại úy Hai Thành đã cho trinh sát ém dọc đường đi đến điểm hẹn với bọn bắt cóc. Ông lái xe theo sau ô tô gia đình nạn nhân và luôn giữ khoảng cách an toàn. Nhiệm vụ đặt ra, nếu nhóm này nhận vàng mà không có cháu Taro thì không được bắt. Sau khi lấy mật thư ở cột điện thứ tư, vợ chồng nghệ sĩ Kim Cương được hướng dẫn lái xe đi Thủ Đức, về Bình Triệu rồi lại về lại quận 1 và lái xe ngược chiều nhằm cắt đuôi nếu có cảnh sát theo dõi. Trong ảnh, tại ngã ba trường Minh Ký Trường Định, hai đàn em của Tân thấy không ai theo dõi nên bám theo xe ô tô của nghệ sĩ Kim Cương. Chúng áp sát giao chiếc áo bé Taro làm tin để nhận vàng nhưng không thả bé mà rú ga phóng mất dạng. Các trinh sát không dám bám theo vì lo ngại sự an nguy của bé trai nếu bằng bắt cóc phát hiện sự việc. Mất dấu bọn bắt cóc khiến những ngày sau đó gia đình Kim Cương và ban chuyên án lo lắng đứng ngồi không yên. Vài ngày sau, một đêm, nữ nghệ sĩ nhận điện thoại của nhóm Tân kêu vợ chồng bà đến bưu điện thành phố trước cửa nhà thờ Đức Bà để đón con. Sau đó Tân và đàn em dắt bé Taro đến gần hiện trường để giao lại cháu bé. Nhiều trinh sát đã được tung đến địa điểm giao nhận để răng bẫy và bắt nhóm này. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy bé Taro tha thần, khóc sướt mướt trước biểu điện thành phố. Cháu bé được cha mẹ và các trinh sát đón. Ban chuyên án một lần nữa mất dấu bọn bắt cóc. Trở về nhà, bé Taro kể lại được ở trong một ngôi nhà có nhiều dơm dạ. Trước cửa nhà có một ống khói to và trong bữa ăn có một bà già và nhiều cậu bạn với các tên gọi như bé Sáu, Đức Mập, Cậu Tư, Chú Sáu, vân vân. Đây là những thông tin khiến đại úy Hai Thành lưu ý và là cơ sở buộc Tân và đồng phạm nhận tội khi đội SBC bắt được chúng trong một vụ án khác. Vụ bắt sống tướng cướp Điền Khắc Kim. Năm 1978, Điền Khắc Kim được chuyển giao cho phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 1979, hắn được đưa đến trại Tống Lê Chân Bình Long, sông Bé, bây giờ là Bình Phước để học tập cải tạo. Tại đây, Điền Khắc Kim mấy lần trốn trại nhưng không thoát. Sau đó hắn được chuyển đến nông trường cao su dầu tiếng. Tại đây, hắn trốn mất. Tháng 9 năm 1985, Điền Khắc Kim dùng hàng nóng cướp hàng tại chân cầu chữ Y. Hắn bị lực lượng công an SBC vây bắt. Hắn dơ khẩu côn 45 bóp cò, đạn không nổ. Hắn bị tóm ngay tại trận. Tháng 11 năm 1985, cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Điền Khắc Kim. Sau khi ra tòa, hắn bị đưa vào trại giam Chí Hòa. Lần này thực sự Điền Khắc Kim hết phép, hết thời sau vài lần trốn chạy bất thành danh tiếng độc hành đại đạo hái hoa dâm tạc hoàn toàn không còn chút gì với Điền Khắc Kim dù tuổi đời chưa đầy 40. Những căn bệnh trong người y bộc phát, vết thương do bị quân cảnh và viên sĩ quan CIA bán chúng trong những phi vụ trước năm 1975 hoành hành dữ dội. Từng có 12 anh em, hai bà vợ, 7 đứa con nhưng không ai ghé thăm lúc xa cơ thất thế. Những tin tức truyền vào cho y toàn là tin buồn thảm tận cùng của số phận. Hai bà vợ đã đi bước nữa, có bà còn sắp đẻ con cho chồng mới. Không biết những đứa con đang sống thế nào, có bị trôi giạt phương nào không? Tâm trạng những ngày cuối đời của Điền Khắc Kim thật bi thảm. Điền Khắc Kim chút hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 45 ngày 27 tháng 11 năm 1986 tại trại giam Chí Hòa, trong thi thể gầy còm, co rút vì bệnh tật hành hạ. Do những người thân không đến nhận xác nên trại giam Chí Hòa phải đứng ra tổ chức tang lễ hậu sự. Chỉ có vài người trong ban nghi lễ theo chiếc xe tang đơn độc đưa thi thể Điền Khắc Kim về nhà hỏa táng Bình Hưng, cho cốt được gửi vào ngôi chùa trong khu hỏa táng. Bắt tướng cướp Tín Mã nàm sau giải phóng công an thành phố Hồ Chí Minh tung quân lùng bắt Tín Mã Nam vì hắn đã gây ra nhiều tội ác trong chế độ cũ, y phải cải dạng, trốn chui trốn nhủi. Tuy nhiên, cơ quan công an đã bắt được hai tên Hải Phòng Kim và tài Xè là đàn em của Tín Mã Nam. Sau đó cơ quan công an còn tiếp tục bắt được nhiều đàn em của Tín Mã Nam, duy chỉ có đàn anh Tín Mã Nam là vẫn bặt vô âm tín. Năm 1979, Tín Mã Nam định vượt biên ra nước ngoài thì được nhân viên tình báo Trung Quốc ở chợ lớn móc nối. Hắn được những người đồng chủng Trung Quốc giao nhiệm vụ nổ bom ở chợ lớn, gây dối an ninh trật tự nhằm khủng bố tinh thần dân chúng, khiến họ không tin tưởng chính quyền cách mạng nữa. Công an thành phố đã khổ công lần ra dấu vết tín mã nam và chính đại úy Hai Thành bắt được y. Kết cục, tín mã nam đã phải trả một cái giá rất đắt, tương xứng những tội lỗi do y gây ra. Để loại trừ ống nhỏ tàn tích của chế độ cũ đầy nhiễu nhương nhằm xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn, chính quyền cách mạng đã trừng phạt thích đáng tên tội phạm khét tiếng chợ lớn. Nhân tâm chợ lớn thán phục công an cách mạng trí công vô tư tài giỏi truy bắt tên tội phạm đầu sò nguy hiểm nhằm bảo vệ cuộc sống nhân dân bình yên. Họ bảo công an cách mạng cao cả hơn cảnh sát chế độ cũ chuyên ăn hối lộ, ích kỷ tới mức chỉ lo bảo toàn mạng sống của mình và vợ con nên dung túng cho đám du đảng ba tàu, lộng hành tác oai tác quái lương dần chợ lớn. Ngoài ra anh và các đồng đội đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo vệ trị an. Những chiến công gắn liền với các vụ án chấn động dư luận trong và ngoài nước như vụ án Thanh Nga, vụ bắt cóc con nghệ sĩ Lã Hỷ, điều tra vụ thảm sát tại nhà quận chúa Mộng Hoa giải cứu 11 em bé bị bắt cóc bán lên vùng rừng núi Lâm Đồng, phá băng cướp có hàng nóng như băng cướp Võ Tùng Hội, Phú Sa Lem, băng cướp Thái Lập Thành, băng bông hồng trắng, truy bắt tên cướp khét tiếng nhất thời bấy giờ. Đặc biệt là vụ án Nguyễn Hữu Đạt cưỡng hại và giết 9 cô gái sinh rồi đốt xác phi tang. Khi hung thủ giết cô gái thứ ba vào đầu tháng 3 năm 1976, đại úy Hai Thành đã cùng đồng đội vượt nhiều gian khổ mới tìm ra được kẻ sát nhân đổi bại này. Trong cuộc chiến chống tội phạm hình sự, bao giờ cũng gian khổ hiểm nguy, có thể đổ máu hy sinh Đại úy Hai Thành đã ít nhất một lần như thế, đó là lần bắt tên cướp 6 cầu bông bị hắn chĩa hàng nóng vào người bắn liên tiếp hai phát. Lúc đấy người tình Trà Mi đã kịp thời quất dùi cui vào tay 6 cầu bông, làm đạn trạch hướng cứu mạng anh. Anh lao vào quật ngã, khóa tay tên cướp và thu K54. Những lần vào hàng bắt cọp, anh bị tội phạm đánh bầm dập mà anh không hé răng mình là công an. Anh kiên quyết trừng trị những kẻ ngoan cố nhưng luôn mở lối hoàn lương cho những người ăn năn hối cải. Tấm lòng độ lượng khoan dung của anh đã cảm hóa không ít tên tội phạm nguy hiểm là đối tượng giang hồ, gái điếm hoàn lương. Nhiều cô đã tự nguyện giúp anh và đồng đội theo dõi, bắt nhiều tên tội phạm nguy hiểm. Nên đồng đội thường gọi vui là những người tình phá án của anh hai. Bên cạnh niềm vui thắng lợi, anh cũng không ít lần chịu nặng lòng mình bởi những đắng cay oan trái. Bị đề nghị khai trừ đảng, tạm đình chỉ công tác vì có người tố cáo anh lấy vàng của những người vượt biên. Nhưng rồi tất cả được minh oan sáng tỏ, kẻ hãm hại anh đã phải vào tù. Khi về làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Bình, đồng chí Hai Thành đã cùng ban chỉ huy đội sốc lại đội ngũ, tinh thần đoàn kết, tập trung đánh án có hiệu quả, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc. Sau đó do yêu cầu nhiệm vụ đảng phân công, đồng chí Hai Thành sang làm tránh án tòa án nhân dân quận Tân Bình rồi nghỉ hưu vào năm 2002. Trong suốt quãng đời làm chiến sĩ cách mạng, nhất là khi khoác lên mình sắc phục người chiến sĩ công an nhân dân, bao giờ đồng chí Hai Thành cũng đặt trọng trách vì hạnh phúc nhân dân, vì bình yên cuộc sống lên hàng đầu và anh đã phấn đấu hy sinh cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp đấy. Cái đáng quý ở đồng chí Hai Thành là dù trải qua nhiều oan trái đáng cay, nhưng anh vẫn giữ vững lập trường, bình tâm sáng suốt vượt qua mọi hiểm nguy trên bước đường đấu tranh trực diện với bọn tội phạm và với cả những kẻ phản bội. Đó là những phẩm chất đáng quý mà không phải người cán bộ chiến sĩ công an nào cũng có được. Ông đã ra đi vào cõi Vĩnh Hằng lúc 16 giờ 45 ngày 23 tháng 11 năm 2014 tại nhà riêng đường Tân Thọ, phường 8, quận Tân Bình. Trên đây là tiểu sử Hai Thành, huyền thoại săn bắt cướp Sài Gòn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay hãy subscribe like và share để ủng hộ ov đại bàng có thêm động lực ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại